Trời ơi, con biến thái này tự nhiên đứng trong phòng con là sao? Ba đuổi cái tên biến thái này ra ngoài cho con đi. Vô ích. Lệnh của ông chủ, bảo vệ cô chủ 24/24 không rời nửa bước. Đến. Được rồi, để bà xử cho. Cái thằng kia. Dạ. Tao kêu mày canh chừng con gái tao. Chính xác. Chứ tao đâu có nói mày được quyền tự tiện chui vô phòng của con gái tao. Mà mày xử sự như là cái thằng tâm thần vậy hả? Đi ra ngoài. Ừ, cũng chủ không thì ông chủ dặn con là không rời nửa bước, rồi 24 tiếng trong một ngày, rồi lỡ con lơ là giây nào phút nào rồi ông chủ trừ lương con sao? Đích. Bộ mày không biết tìm cái cách nào đó cho nó linh hoạt hơn hả, cái thằng não phản? Đi ra ngoài suy nghĩ tiếp đi. Đi liền. Não con tròn mà. Tròn. Mời vào. Quanh hả? Dạ. Có chuyện gì vậy em? Mời vào. Em chào thầy. Thầy muốn phạt tụi em gì nữa đúng không? Ủa? Phạt hả? Phạt gì? Mà phạt ấy. Dạ thầy, các em trong lớp MQT8 liên tục mất trật tự trong giờ học, còn tự ý không tham gia hoạt động trường, nên em phạt quanh và cả lớp thu dọn rác xung quanh trường. Cái gì thì hãy. Cái lớp MKT8 là một cái mũi nhọn của trường, toàn là nhân tài, sinh viên giỏi, hiểu chưa? Nếu mà lỡ mà nó có quậy phá làng phá xóm, không, nó có ồn ào mất trật tự thì là bao che, là bưng bít. Không, bỏ qua đi, tất cả là gì lợi ích của khoa, của trường, thầy hiểu chưa? Các em là sinh viên nên phải được rèn luyện. Một ý thức bằng 10 kiến thức thầy à. Có lỗi thì phải bị phạt chứ. Nhưng mà rồi thầy đổi hình phạt được không? Bây giờ tôi nói giả dụ như là phạt đi vô thư viện ngồi đọc sách. Đó đúng rồi, hay lắm. Chứ rác rến hôi lắm, dơ lắm. Cái hôm hội văn nghệ của lớp, tại vì tụi em phải học kiểm tra giữa kỳ, với lại lên lớp thì tụi em cũng chỉ trao đổi bài thôi mà. Tụi em ngoan mà thầy. Trời đất ơi, thầy ơi, thầy Khải ơi là thầy Khải, thầy muốn cho tôi chết sao sao hả thầy Khải? Hả? Trời đất ơi, tại sao lại đi du quan giá quả cho sinh viên của trường vậy? Mà nhất là sinh viên giỏi nữa. Hả? Thầy Khải còn bắt tụi em đi dọn rác ở trời nắng chang chang luôn á thầy. Mọi người còn đang làm, em bị chóng mặt quá nên là mọi người kêu em nghỉ chút. Trời ơi, gì? Dẹp, dẹp hết không? Nói không nghe gì hết trời. Quanh em mệt lắm hả? Dạ. Thầy cho xe chở đi bệnh viện đi cấp cứu ha. Ha. Thôi hả, thôi hả, không đi hả? Thầy cho người đi mua về cho em ăn nha, nha. Nhớ ngoan, đừng có mét lại ba cái vụ này nha không? Dạ, em biết rồi thầy. Ừ. Dạ. Ở lớp trật tự. Hôm nay chúng ta sẽ học về khả năng giải quyết vấn đề. Trước hết là nhìn nhận vấn đề. Quanh. Bọn Quanh.
Quanh à, thầy đang nói chuyện với em á. Em là lớp trưởng, không làm gương cho các bạn, còn gây nhà công khai trong giờ học nữa. Ủa thầy, em có gây nhà công khai gì đâu. Tại vì thầy hiệu trưởng kêu em nghỉ ngơi mà. Em muốn nghỉ ngơi phải không? Sao em không lên phòng y tế đi? Thầy thấy em cố tình bài đầu cho mấy đứa chống lại giảng viên, có đúng không? Nữa, thầy cứ đổ lỗi cho tụi em hoài à. Thầy có bằng chứng không mà thầy cứ nói vậy? Vậy chứ em nói em mệt phải không? Em bệnh, em nhức đầu, em có bằng chứng không? Không lẽ bây giờ thầy muốn em lên kêu thầy hiệu trưởng xuống đây để làm chứng cho em hả? Thầy muốn gì không? Sao thầy ngộ ghê á? Thầy có thích chỉ mũi dùi như trong tụi em hoài à. Thầy có biết ba Hoàng Oanh là ai không? Ba Hoàng... Không phải là em dựa vô ba em, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Ok, vậy theo quy định của trường, từ đầu tiết tới bây giờ cả lớp rất mất trật tự. Ồ, đó là mấy bạn kia mà thầy. Tụi em với Hoàng Oanh đâu có nói gì ồn đâu. Cả lớp ngồi xuống. Gì? Tôi mới đi tới cửa lớp mà tôi nghe cái gì mà bằng chứng bằng kiến hả? Dạ, thưa thầy, thầy Khải nói lớp tụi em ồn ào, rồi bắt em phải chịu trách nhiệm nữa thầy. Tụi em oan lắm luôn thầy ơi. Ồn ào? Lớp em ru gì mà ồn ào chỗ nào đó? Ai nói ồn ào hồi nào? Ừ? Thầy à, em mời thầy xem. Gì? Rất mất trật tự và ồn ào. Gì? Ê, vậy là quá lắm rồi hả không? Mấy em về thầy đâu có nói gì được nữa đâu, phải không? Thì thôi bây giờ thầy Khải cứ theo quy định là phạt cả lớp. Còn Hoàng Oanh, dạ, đi theo thầy lên văn phòng đoàn có việc. Dạ. Thầy à, thầy ơi, khoan đã. Khoan đã. Hoàng Oanh sẽ lên giúp thầy sau giờ học. Em muốn Hoàng Oanh ngồi đây học trước đã. Sao? Thầy không nghe ý kiến tôi hả? Thầy à, nếu thầy đã tin tưởng em, cho em làm chủ nhiệm lớp MKT8 trong vòng 6 tháng thì em cũng mong thầy nghe ý kiến em. Phải tập tuân thủ nội quy của lớp. Bây giờ làm sao? Thầy quyết vậy rồi phải không? Rồi, thôi vậy đi. Ai không muốn học đi ra khỏi lớp cũng đồng nghĩa với việc bị chia đôi điểm giữa kỳ vì tội mất trật tự. Rồi, mời các em mở sách ra.